Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Khoảng thời điểm bão giá xảy ra, tất cả những thành phần linh kiện đều ảnh hưởng và có sự biến động về giá, tăng có, giảm có. Và trải qua cái khoảng thời gian đấy thì mình đã phát hiện ra được một em màn hình cực kỳ tốt. Ví dụ nếu anh em có 5 triệu đồng để mua mẫu màn hình để làm việc thì chắc chắn trong đầu anh em sẽ hiện ra là chúng ta chỉ mua màn hình Full HD mà thôi. Thế nhưng không, với hơn 5 triệu đồng anh em đã có mẫu màn hình đến từ LG và độ phân giải là 2K. Thông số thì nghe rất hấp dẫn đúng không? Vậy thì tổng quan một chút liên quan đến những cái thành phần linh kiện này và nhu cầu sử dụng thì là gì? Với mẫu màn hình LG mình đang có ở đây thì sẽ có kích thước là 24 inch. Đây là kích thước tiêu chuẩn phù hợp với tất cả nhu cầu làm việc, hoặc là đơn giản hơn đi, anh em sử dụng một mẫu màn hình có 24 inch, đây là kích thước tiêu chuẩn dành cho anh em nào có nhu cầu về văn phòng sử dụng đa dụng để gọn gàng trên bàn. Và dĩ nhiên với kích thước 24 inch thì đây là kích thước phổ biến, có rất nhiều mẫu mã và vì thế anh em sẽ có những mẫu màn hình có mức giá rất tốt và cái chất lượng tấm nền là rất cao. Kích thước 24 inch trong thực tế nếu như anh em nào mà sử dụng màn hình Full HD thì vẫn đem lại được những cái trải nghiệm rất tốt. Thế nhưng LG nói không, chúng tôi phải trang bị màn hình 2K cơ. Thì với cái hình ảnh hiển thị ở trên màn hình rất đẹp và mịn, các icon trên màn hình, những khoảng cách thông thường mình sử dụng ở cái khoảng cách mà mình nhìn thẳng màn hình thì đều không có hiện tượng răng gừa xung quanh. Tấm nền được LG trang bị cũng cho mình cảm giác cái góc nhìn là rất tốt. Có thể nói thì mình cũng là một người khá là dễ tính trong việc lựa chọn màn hình, cứ nét màu đẹp là mình thích. Và với mẫu màn hình của LG này thì điều đó làm được rất tốt. Những cái màu sắc hiển thị đẹp, khả năng chuyển đổi giữa các màu và cái vùng sáng hiển thị trong video là rất tốt. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc sử dụng hàng ngày, có thoải mái hay là không, dùng lâu có mỏi mắt hay là không. Tấm nền màn hình do LG trang bị mà LG lại trồng một tấm nền thì dĩ nhiên là phải tốt rồi. Thế nhưng để anh em có thể dễ hình dung hơn thì cái tấm nền 2K trên chiếc LG 24QP500 được bao phủ bởi 97% sRGB, 76% Adobe RGB và 81% DCI-P3. Tần số quét màn hình là 75Hz. Thật ra thì có thêm cái tần số quét màn hình 75Hz đấy thì những anh em nào mà có nhu cầu chơi game này, hoặc là thông thường thôi, chúng ta chỉ cần lướt Office thì di chuột cũng có thể cảm thấy được là có sự mượt mà hơn một chút. Và LG cũng đã khá đầu tư khi trang bị một số công nghệ như HDR10, AMD FreeSync, Gaming Mode, cân bằng tối, nói chung là rất nhiều những công nghệ. Về mặt cơ bản thì tấm nền hay khả năng hiển thị giá là quá tốt rồi. Vậy thì còn thiết kế của mẫu màn hình này thì sao? Với thiết kế của LG 24QP500 thì đây là một dạng thiết kế khá là tiêu chuẩn của LG thôi. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cạnh viền siêu mỏng, cạnh bên dưới cùng thì sẽ làm giấy một chút. Thì đây là nơi chứa logo của LG, cộng với đó là đây là nơi chúng ta đặt rất nhiều những cái thiết bị liên quan đến khả năng hiển thị. Thế nên làm giấy một chút thì sẽ có thể bảo vệ được cái thiết kế hơn. Thì về mặt chân đế thì đây là chân đế dạng vòng cung để tiết kiệm diện tích. Nếu như anh em nào mà thường xuyên để đồ ở bên dưới chân đế này thì anh em hoàn toàn có thể trang trí được khá là thú vị đấy. Về mặt đa dụng của sản phẩm thì sao? Thì sẽ có tổng cộng là 2 chế độ thôi. Anh em có thể ngửa lên hoặc là hạ xuống. Nói chung là đơn giản và cơ bản. Nếu như anh em nào mà muốn sử dụng những cái thiết kế nó tốt hơn này, đưa lên hạ xuống nhiều hơn, anh em hoàn toàn có thể mua thêm tay am rời bởi vì phần sau có hỗ trợ thêm cả những cổng VESA nữa. Ở bên dưới thì sẽ là nơi đặt những cổng kết nối bao gồm HDMI, DisplayPort và cổng nguồn. Cổng nguồn theo kèm sẽ có công suất hoạt động là 22W, rất tiết kiệm điện. Nếu như anh em nào có 5 triệu thì anh em có mua mẫu màn hình đến từ LG hay là không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.